tập trung cho mục tiêu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu. Nhiều thôn xã trên địa bàn huyện Kim Động đã phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Thực hiện mục tiêu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, xã Chính Nghĩa đang triển khai mở rộng nâng cấp tuyến đường trong thôn Tạ Hạ với tổng chiều dài trên 1 km. Hưởng ứng chương trình này, đảng viên Vũ Thị Ngọa, dù tuổi cao và neo đơn nhưng đã gương mẫu đi đầu trong việc hiến hơn 70 m2 đất thổ cư, phá rỡ hơn 40 m dài tường bao, tạo hiệu ứng tích cực để hơn 70 hộ dân hai bên tuyến đường hưởng ứng hiến hơn 1.000 m2 đất thổ cư. Mỗi hộ đều dịch vào bên trong từ 1,5 đến 1,7 mét chiều rộng của khổ đất gia đình mình, đồng thời phá rỡ hàng trăm mét tường bao cổng và công trình trên đất để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chúng tôi là đảng viên, nhưng mà gia đình này gia đình cách mạng. Thế cho nên chúng tôi thôn xã đề nghị là chúng tôi nhất trí ngay từ đầu tiên. Trong khi ấy thì dân một số người người ta không đồng ý, nhưng mà chúng tôi đầu tàu cho lên phá, các bác cũng phá ngay ở đây đầu tiên. Tuyến đường huyện DH72 đang được huyện Kim Động đầu tư nâng cấp mở rộng, chạy qua thôn Đống Lương, xã Hiệp Cường, có chiều dài gần 1 km. Việc hiến đất mở rộng đường đã nhận được sự đồng thuận nhanh chóng của 40 hộ dân với tổng diện tích đất thổ cư hiến là 3.000 m2 cùng hơn 500 m tường bao xây và hàng chục cây ăn quả. Đây là kết quả từ sự gương mẫu của những gia đình đảng viên sinh sống hai bên tuyến đường đã đi đầu trong việc hiến đất. Nhà tôi diện tích tổng thể là 30 m mặt đường, tôi hiến vào chiều sâu là 80 phân đất hết mặt đường. 6 đảng viên cùng với tất cả các ban ngành đoàn thể cũng là có cái đi tuyên truyền vận động từng các cái hộ dân mà đã hiến thì là bà con rất là ủng hộ và rất là nhiệt tình. Nhờ sự nêu gương phối hợp nắm tình hình và tích cực vận động bà con của các đảng viên, từ đầu năm đến nay, nhân dân các thôn xã trên địa bàn huyện Kim Động đã đồng thuận hiến hơn 4.000 m2 đất để nâng cấp sửa chữa và mở rộng hơn 20 km đường giao thông nông thôn. Với sự đồng lòng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay huyện Kim Động có 12 trên 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 10 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.